Hello, xin chào cô chú chị và các bạn. Hiện tại em đang ở một cái chợ ở quê em, là chợ Tu Bông nè. Ở đây không biết mấy cô đang bán cái gì đây mà khá là mua hơi đông. Bây giờ em sẽ đi vô trong phía chợ của quê em như thế nào. Đây, ok, let's go. Ủa, bán gì đây vậy? Đi. Đi. Không hiểu, không biết. Một trăm hai bó. Rồi sao? Đi vô hả? Rồi. Đi ngõ nào? Đi vô bên trong chợ nha. Chợ của em này, cái chợ này cũng khá là to đó. Đó, bạn này dẫn đi. Xuống dưới kia trước đi. Xuống về mua trên đây sau. Bác ơi, tân tiền hai này là tao. Mua cao hơn xíu không cô? Bình về cắm bông hả? To quá vậy. Đi xuống chợ cá nha. Giờ là 28-29 Tết. Chủ yếu là đi mua đồ về cúng bông rồi. Giờ mình có thể đi xuống dưới đây mua chú bán gì. Khu vực dưới đó là bán hải sản với thịt, chủ là đồ ăn.
cư sống. Khúc ở trên là bán đồ bánh khô, bánh trái cây, bán đồ trưng Tết, trưng đèn, đèn hột gà, hương hương rồi nữa. Hai đứa mua gì mà chuồng quá chuồng rồi. Béo đi ông con Téo ơi. Biết đâu mua dừa ấy hả? Cũng được, nhan cá bình như vậy đó. Từ từ đi, sao mà mình xuống mua trước rồi giờ lên đây mua sau? À giờ là mua măng khô, măng khô về nấu kho trứng. Đưa 10 ngàn. Đi xuống kinh. Đây dễ lâu chân bị bán 30.000 miếng, chú em bán 2 miếng 20.000, tuyệt vời chưa? Chờ mua ở cái này xong thì đi xuống cái kia. Ok lâu vậy. Ôi cái trứng ngỗng à. Trứng ngỗng à. Cái trứng ngỗng hiểm lắm à. Một cái rổ trứng chỉ có một cái trứng ngỗng thôi. Dạ dạ. Lấy 200.000. Còn Tết rồi nha, cho nên là bán cũng không có mắc lắm. À, mình gọi là được nông thôn đó. Đi. Nè, đi đây. Ở đây mua một nè. Đây. Ừ. Đi. Ốc nè. Mẹ bán thịt heo đợi. Rồi nhà xíu mổ heo bợ. Nó tôi ngồi nó chơi nghe nó. Wow thớt nè.
đấy. Bắt đầu có mùi tanh của thịt cá rồi nha. Xuống quầy đây. Đi đâu? Ừ, còn là một cái nhánh khác của ông Phương Trần. Ủa? Ủa, nó đang đi tìm gì vậy trời? Mua gì vậy? Đúng rồi, đâu có thiếu gì đâu. Đi xuống quay thịt cá ấy. Không có. Xuống quay thịt cá ấy. Má xương lưng. Nghẹn xương lưng rồi. Áo tím. Đi chơi. Ủa nó về chưa cô? Ủa sao nó đâu mà? Hôm bữa thấy nó lên xe mà ta, bữa qua mới thấy lên xe mà ta. Nó không về hả? Ồ, ngày vậy chứ. Đang đi xuống này. Ta đi hơi đông quá nha. Cái đi xuống hàng về thịt cá rồi. Xong rồi đi xuống nó trước rồi lên đây mua tạm. Sừng chi? Dạ nó làm kim chi cho chú. Phải. Kim chi cũng có sừng nữa. Để làm cho nó đỏ màu. Ít cây. Hay dữ trời. Biết đâu. Đây chụp. Đó là còn nữa em. Đâu? Đây. Để chụp. Bắn tay hả? Được. Đồng quá. Cái tàu quả. Ừ. Mình đi trước đi. Giờ quyết định đi xuống dưới này. Bắt đầu thấy mùi tanh. Rồi đi xuống. Đông quá, đẹp quá, kẹt quá.
hoa, da heo. Mình thấy ngon ghê chưa? Mình rất thích ăn da heo. Chị ra, chị ra. Hoa mực tươi quá chị. Mực mắt này đây là tươi nha. Ui cá chim với cá dừa to quá kìa. Này cá đây là cá giò. Ôi con cá gì mà cắt ra vậy? Cá gì đây mà cắt ra vậy? Là cá hố. Này là cá đó không biết tên. Hết cá rồi. Khá là trễ cho nên là cá rồi cũng còn ít. Ok giờ mình sẽ đi chơi khác thì hơi đông quá, đông quá. Ừ chắc là quay một xíu thôi, đó là cái chợ cá của em đó. Nhưng mà giờ này cũng còn Tết rồi cho nên là ít có cá, không có nhiều cá lắm, chỉ có mấy con cá lớn lớn. Nếu cá hay bây giờ làm đi, đi ngõ này vào cái khu chợ đồ quần áo giày dép. Bên này à, kiếm một cái đôi giày cho em. Đây. À, là à, kiểu như đây nè, kiểu như đây nè. Cái này là 42, 40 hả? 40 nè. Hai cái đây như nhau nhưng mà đế này nó khác, đế này sẽ xíu. Đế cái này không có size anh. Không biết gì vô gì còn. 40 chính xác hả? Cái này còn tốt mà. Ok. Này trình khá là dài à, chỗ vừa nãy thì không có lỗi như vậy. Đồ ra quần áo giày dép mũ nón khá là đầy đủ. Này, giờ này là hơi vắng nha, mai mua hết ta. Trái cây này là những trái cây có vài món cũng sắp tới Tết, còn bánh tét nữa nha. Hết vậy. Đây là đường chợ của em nè. Bây giờ tầm 90 giờ trưa rồi nha. Rồi khá là đông luôn. Rất là đông nha. Xe đi không nổi luôn đó.
Ok. Và hành trình đi chợ cuối năm của em tới đây thôi. Bây giờ mua được vài món cần thiết. À, chắc là video của em cũng sẽ kết thúc ở đây. Nhưng mà nhưng mà cô chú anh chị các bạn nào thấy chứ các bạn thấy hay thì hãy cho em một like và một subscribe cho em có nhiều động lực để ra nhiều video mới hơn. Hẹn gặp lại chú anh chị các bạn trong một video mới nhất của em nha.